Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát. Vì cuộc đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, đỡ công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Trời. Và tất cả các quý vị khán giả trên trường quay. Em tên là Trần Thị Oanh. Em sinh năm 1988. Năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Trong công ty Thế Giới Kim Cương, chuyên về và trang sức và kim cương. Mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu, mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. Em làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói em hả? Chỉ làm thôi. Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em có gương mặt rất là trẻ so với cái lứa tuổi của em. Thì thường mọi người nhìn vào là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Dạ. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, làm việc nhà. Nói chung là những cái công việc nữ công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em thì em cũng có một xíu nóng tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó thấy em mà đang nóng tính mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Em làm cách nào vậy em trai? Có thể là mình sẽ chịu đựng đi. Đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước. Để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok, khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó. Sao em không sử dụng cái sở đoản của em là em hát hay vô. Trời ơi, lúc ta nóng mà hát thì mình đập bể cái đàn luôn quá. Đập vỡ cái đàn. Vậy em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ. Nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc. Rồi cho cơ hội liền. Bắt đầu. Tôi yêu em và em yêu tôi, trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa và em thấy thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, vội quên đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Lặng lội sâu
để được gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Được rồi. Hay quá. Bây giờ bài hát rất là hay đó. Và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Bùi Quốc Việt. Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát cũng, lớn lên cho bạn cũng rất là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ. Rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á, mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á, là em cứ cầm đàn lên, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Dạ. Nhớ bài này nha. Dạ. Nếu mà bạn Đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối tình. Em nói luôn đi. Dạ, mối tình thứ nhất thì cũng cách đây 10 năm, còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa. Rồi, mời nhà gái. Mình dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Nói chung là cả 3 mối tình thì không có cái duyên với nhau. Cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên dạ. Để chia tay như vậy. Em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nho nhỏ thôi. Một bạn năm đầu tiên, tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính. Nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Cái một hôm là rủ em về nhà chơi, xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hộp vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là đó, cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà ăn cả hộp? Dạ đúng rồi. Và lúc đi với em thì nhả hộp? Dạ. Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị kỹ đó nghe, tức là để ý những cái rất là nhỏ. Vâng, vì em Vân, trai Vân em phải qua. Cho bên đàn gái biết rằng á là sao phải qua Vân dặn. Sao dặn gì? Ăn dưa hấu không làm nhận. Ơn nuốt hộp luôn đi nghe. Đi chơi với người ta nhai nuốt luôn đi, đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa. Ai mà phun kỳ lạ vậy? Dạ, bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Cái tính em nó cũng có như vậy. Ồ, chỉ là có cái để ý những việc như vậy và chứ em luôn tránh những việc như đó. Như vậy trong tưởng em có tính ăn dưa hấu phun hộp. Không, nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị. Em nói cho bà mối biết là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình một cái mẫu hình lý tưởng thế nào. Dạ chị. Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em. Người phụ nữ của em thì em không có gì nhiều đâu, cần thấu hiểu vì cuộc sống mà phải cần sự chia sẻ nhiều. Ừ, vì sao rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ, từ cái nhỏ đó. Dạ, đúng không? Nó sẽ phát sinh. Em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Trời ơi khó. Đây em đâu, mẹ em sao đây, khó dữ à. Có đâu hình mẹ ra. Luôn. Dạ có hình mẹ. Đây chị coi coi. Lắm. Mẹ là mặc áo màu đỏ, đỏ đó phải dạ, không? Dạ, giống áo màu chị. Chị thấy là mẹ của bạn này, chị với mẹ của bạn này giống nhau nè. Ông coi coi phải không? Tôi với chị giống nhau á. Trời ơi sao giống dữ vậy? Giờ cái áo không, áo đỏ rồi đó. Áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó. Tại tôi chưa đeo kiếng thôi. Để anh coi qua. Chào em gái. Dạ, em chào anh Huyền lên. À, xinh ha. Nói chung là mẹ của bạn Phúc Hậu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình, giống ba mình nó khó lắm. Bởi vì mình, ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả. Dạ. Mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn. Nó xuống mức đi. Dạ. Nha, theo anh nghĩ như thế. Dạ. Rồi nó giống được cái gì giống thôi. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn á, là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình. Cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á. Dạ, em hướng tới là cao hơn em,
là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người dáng người thì ưa nhìn, không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn. Ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Gái đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, mời đại diện đàn gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi. Thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn. Còn thấy anh trai sao? Về bạn trai bên đây thì ngoại hình thì để Oanh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật. Thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè. Rồi không có lăng nhăng. Nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình. Thì em thấy anh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình. Thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Hai bạn thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi. Cũng độc thân cũng khá lâu rồi. Cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ. Cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu xem như thế nào. Dạ, em xin hết. Cảm ơn bên nhà gái. Anh trai đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với ba của em. À, có ba ha. Dạ. Dạ, con chào bác. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Và xin chào từng người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung về cháu gái á, thì mới lúc đầu tôi nhìn ra thì nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Đến hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được. Xin hãy... Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi. Bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Chào anh. À, dạ, chào anh. Năm nay em cũng không có gì nhiều, có hoa thì phải có rồi. Dạ. Đây là cuốn sách tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ, anh đợi em xíu nha. Người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ. Hôm nay là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ, em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, có đồ ăn ngon rồi. Trời ơi, đây quà cáp nhiều. Giờ có cơm ngủ cho ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Trong đây thì cũng có một cái album để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á, em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số tấm hình á để chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á, thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á, đó là album cưới. Anh hiểu dạ. Anh cảm ơn. Dạ, em gửi anh. Ý nghĩa quá. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Thì nói chung là em thấy anh là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nói chung là anh cũng khá. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh cảm giác thật sự là khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Nó giống như là cái hình tượng, hình mẫu của anh nhỉ? Anh nghĩ đến. Dạ. Rồi không vậy từ trời. Cái cách và cái cách mà em trao cái cuốn album cuốn quà đó, tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ anh cảm nhận sâu sắc rất là. Dạ, anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không? Không, người với người mà dùng bạo lực là bất lực rồi. Ừ. Anh có hay đi công tác không à? Cho anh thì anh chỉ xin làm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nói chung từ khi vào công ty giờ anh không có đi xin đi xa. Dạ. À. Thường á là cuối tuần á là bên anh là có thời gian hay không? Thường á bên em á là em nghỉ được 2 ngày cuối tuần. Và những buổi tối khi mà đi làm về thì sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian. Thì không biết trong cái khoảng thời gian anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà đây ta có khả năng là công việc dạ. của anh thì để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được. Dạ. Nói chung là anh cũng khá là giỏi, nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á, thì không biết ở ngoài á là mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi, nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Em biết đặc biệt là anh là okay, đi công trình này kia nữa thì cũng có khả năng cũng có chứ là không.
Thứ nhất anh sẽ nói cho em nghe, nếu như anh đàn giỏi thật sự, cái vấn đề đó là do ở mỗi người, cái đó là chỉ là cái nghệ thuật. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin, phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình, đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái đoạn hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu, tùy theo cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng ta tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Anh cho em hỏi thăm về cái em cứ mắc cứ hỏi cứ hỏi. Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái phía sau đó nó sẽ ngắn thôi. Mình làm luôn. Dịch anh nói luôn. Thẳng anh nói là nói thẳng. Chúng đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi, rồi. Đúng, tiến hành bấm em rồi. Thích thì em cứ bấm nút. Bên tay trái. Rồi, bên đây. Trời ơi, hư nút tam rồi. Kệ nó, tới đâu tới đó. Rồi, bấm luôn. Hỏi cửa. Rồi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn trời. Được rồi. Hay gì đó. Biết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao? Thấy chưa? Chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Ý, vô luôn. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra cho em. Dạ, vậy thì em cho anh nắm. Ok, không được không? Được đúng không? Tùy. Rồi, bấm nút vì trái tim. Hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành. Em có em giải đổi hôn nhân với chị. Hồi nãy em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ, sao em cũng tình một đời chồng. Em ly hôn 6 năm nay. Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy. Dưng nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp. Em sinh năm 87. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang học spa chị. Rồi, mời bên đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào quý vị khán giả. Tôi tên tự giới thiệu, tôi tên Trần Nhân Điệp. Năm 1976, 44 tuổi. Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bạc anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn em làm bên kỹ thuật sắt anh, gia công và lắp ráp luôn. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi. Em nói về điểm mạnh đi, điểm yếu của mình đi Hằng. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu em là em nóng tính. Nói chung em nhút nhát trước đám đông. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Mà dạ. Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đặt đồ luôn. Trời ơi, bữa anh ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Nghe thấy sao Điệp? Không, anh cũng bình thường thôi. Sắt em còn sợ nữa, chỉ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác. Đúng chứ rồi. Đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ, em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát ca cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài đi coi. Bây giờ cổ để hồi mình hát. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre làng hàng dừa rậm bông. Dù đi bóng biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa, hay quá. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa. Đường qua trùng cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiểu ta lưa thiệt. Wow. Hay à nha. Rất là ngọt luôn ha. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm.
ấm ha, giọng hay không, ngon hay. Giọng ngon ha. Vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không, lời ca tiếng hát đúng không? Dạ không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa, cái đó mình không cũng em cũng chưa có. Giờ nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Em có một gãy đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Có là... con chưa? Có đứa con, cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi trời dữ ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi à, đổ mấy, lộp lộp hết chứ bộ giỡn à. Nhưng mà mẹ có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Dạ. Thôi cũng được rồi, thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên đây 5-6 triệu rồi. Sao cưng, đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao em mấy cũng mối tình rồi? Một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay, có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em à? Dạ ở với em. Rồi. Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa á chị. Cha có chu cấp tiền gì? Dạ không. Hỏi đi. Là gái. Dạ em chào anh. Bén lắm, không có giỡn. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Chứ nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy. Đàn ông nghe lời là được à, còn kệ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, cờ bạc á anh. Với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không à, em thường à, nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tưng tiêu chiều chuộng. Ừ, đúng rồi. Mà bây dạ giờ em có mong ảnh ngoại hình là anh phải cao, da anh phải trắng? Cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến. Trắng nổi đâu. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm dạ, lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Ha. Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Dễ thương hơn. Dạ. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Rồi em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Rồi chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nữ nhụy chưa? Dạ tháng 12 ạ. Rồi chúc mừng nha. Dạ. Em cũng thương Hằng lắm, cho nên cho cùng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghén lắm. Theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi. Chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn, bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. À, anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Quyền Linh anh và tất cả quý bà con ở trong phiên trường này. Chào xin trai. Chào em. Tôi là anh rể, đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Thì Út Điệp đúng ra tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi. Nhưng mà do cái tự lực gánh sinh, Út Điệp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi. Thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm. Rồi một mình đi làm lên Củ Chi, lên thành phố. Trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương, tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em, tôi cũng hoàn cảnh như vậy. Theo tôi là tôi thống nhất là ý bấm kiến là anh bấm. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nè, gặp cái là hát cải lương liền nha, lên câu chồng gỗ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, cái cảm tình nha, vô chồng gỗ liền nha, về với hoa luôn, bắt đầu. Em có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Đúng đó. Thôi em gửi anh món quà. Cảm ơn.
mình... Chào, hát luôn anh. Ừ, hát luôn. Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buông mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Bằng lòng đi em anh xin đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Em nói trước đi anh. Em cũng rung nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp trong đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt cho anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là vì sự cố là chém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì dạ. Thì cái chị Hồng Vân với anh Quyền Linh đó làm sao bị té xe á chị, xuống bữa xuống làm chương trình từng rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì nói là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ chính là anh chết rồi. Đúng rồi. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có kinh bài đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Yeah. Anh sống tự lập cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, nó gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Em có một đứa con em nuôi gì đó anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Ví dụ như con anh cũng là con em, yêu cầu con nó ngoan là được rồi. Thì em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó anh. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Rồi em hiểu, anh hiểu ý em. Nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì dạ. Giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng đâu vợ. Dạ. Trước mắt là giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Thì phải là có một đứa con chung rồi. Với anh thì em phải có một đứa con. Nhưng mà ý nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Vài ba năm, ví dụ như hai đứa làm kinh tế ổn định rồi. Xong rồi... Kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc. Chắc là giao cho vợ rồi. Tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền. Gọi là tiền phong thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200 ngàn á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh thì anh cũng xin hứa anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái. Em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Chỉ hơi đen chút xíu thôi. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Chứ anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp. Không có rồi. Sao chứ. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi, cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Mỗi người sẽ cố gắng thêm nữa, thêm nhiều động lực hơn nữa. Rất tiếc một chút nào đó nhưng không sao. Trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cái nút dành cho bạn trai, dành cho bạn gái. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người.